đây anh chị trên tay em đây là một chậu mini dây da, da anh chị à với thác hoa từ trên dài xuống là cực kỳ đẹp anh chị thấy thác hoa thôi cũng đủ mê à, mặc dù trồng trong một chậu nhỏ không phải chậu thiết kế nhưng mà anh chị hãy nhìn ngắm đi ai cũng là phải trầm trồ khi xem được những cái chậu này đây là dòng mini dây da, da hàng thái anh chị à ở việt nam hay thị trường bán hàng online hiện tại đó là những cái dòng cái mô ở việt nam thì nó không đạt bằng so với những cái dòng mà nhập cây giống từ thái lan về đây anh chị trên tay em một chậu mini da với thác hoa dài cực kỳ đẹp à, anh chị thích không hết thì em chia sẻ anh chị mình cái giống thái cây cao bự nhưng mà không phải còn là mini da da nữa mà là khủng long anh da 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 tại vì cây nó quá khủng cây nè đây đây thì thị trường hiện tại thì cây chưa tới gan nữa mà nhú vòi hoa rồi anh da thì tiền chị chọn đây là mini da da còn đối với hoa lan di phong ngày hôm nay tiễn chọn cho anh chị mình đây một chậu anh chị nào một chậu 70.000 ngàn anh nha một chậu 70.000 ngàn nữa anh da đang nhú vòi hoa luôn. Và thêm một chậu 70 ngàn nữa. Anh chị mình nhìn, nhìn đi mini Gia Gia, ba chậu siêu khủng long như vậy đây anh da. Anh chị uh, ba chậu thay vì 201 bây giờ chỉ còn với mức giá 169 ngàn ba chậu mini jaja Gia Gia hàng Thái Lan anh da, cây giống Thái Lan, cây khủng đẹp đang nhú vòi hoa và siêu vip như vậy. Để em đo, đo sẵn cho anh chị mình xem một chậu này như cao mập như thế nào nha. Hơn một gan tay của em. Và anh chị thêm cái bảng lá nè. Bảng lá là bảng lá ship thân thủ thì mập ú u luôn anh nha ở trên thì đang nhú rất nhiều vòi hoa và đợt này ba chậu mini da hàng siêu khủng như vậy đang nhú vòi hoa do bản thân em uh, lựa chọn cho anh chị anh chị nào yêu thích cứ để lại ba chậu với mức giá 169 trăm sáu thôi và em đảm bảo anh chị cây mập mạp cao đang nhú vòi hoa và nó ra hoa từ đây cho tới tết luôn nếu mà như mà cô chú anh chị về chăm sóc không ra hoa dòng mini da da này anh chị cứ phản hồi với em em đền anh chị chậu mới luôn